Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5 trang 49 đến trang 51, tuần 7 bài 13 mầm non. Luyện từ và câu. Từ đa nghĩa. Số 1 nhỏ đọc đoạn thơ và các nghĩa của từ mắt trong bài tập 1. Sách học sinh tiếng Việt 5 tập 1 trang 65 và trả lời câu hỏi. A. Tìm nghĩa thích hợp cho từ mắt được in đậm. Như vậy từ mắt ở vị trí 1 mang nghĩa 2. Từ mắt ở vị trí 2 mang nghĩa 1 và từ mắt ở vị trí 3 mang nghĩa 1. Thì các em sẽ đọc lại đoạn thơ và các nghĩa của từ mắt trong sách học sinh tiếng Việt 5 tập 1 trang 65 để chúng ta tìm nghĩa thích hợp cho từ mắt được in đậm. B. Trong các nghĩa nêu trên của từ mắt, nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển? Thì từ mắt ở trên, nghĩa một là nghĩa gốc. Nghĩa gốc của từ mắt là cơ quan để nhìn của người hay là động vật. Còn nghĩa hai là nghĩa chuyển. Thì nghĩa chuyển ở đây của từ mắt đó là chỗ lồi ra giống hình con mắt ở một số vật. Ví dụ như ở trên trái thơm thì chúng ta sẽ thấy những cái mắt thơm, rồi hoặc là trái na sẽ là những cái chỗ lồi ra giống như hình con mắt ở một số vật, ví dụ như là trái thơm hoặc là trái na, quả thơm, quả na. C. Các nghĩa trên của từ mắt có liên hệ với nhau như thế nào? Thì các nghĩa trên của từ mắt có liên hệ với nhau qua cái đặc điểm một từ với nguồn gốc chung là cơ quan để nhìn. Cơ quan này có thể là bộ phận lòi ra trên cơ thể người hay động vật. Hai nhỏ xác định nghĩa của từ biển trong những câu thơ, câu ca dao ở bài tập 2. Sách học sinh tiếng Việt 5 tập 1 trang 66 và cho biết nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển. Như vậy chúng ta hãy đọc lại những cái câu thơ, câu ca dao ở bài tập 2. Sách tiếng Việt 5 tập 1 trang 66. Nghĩa của từ biển ở câu A. Nghĩa từ biển ở câu A là khối lượng to lớn. Khối lượng to lớn. Ví như biển trên một diện tích rộng. Rồi nghĩa của từ biển ở câu B là vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất. Tiếp theo nghĩa của từ biển ở câu C là vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt của trái đất.
Như vậy trong các nghĩa nêu trên, nghĩa ở B và C là nghĩa gốc. Nghĩa ở câu A là nghĩa chuyển. Câu 3, từ lưng trong mỗi đoạn thơ ở bài tập 3 sách học sinh tiếng Việt Nam tập 1 trang 66, dùng nghĩa gốc hay nghĩa chuyển nêu các nghĩa đó. Thì các em sẽ đọc lại đoạn thơ ở bài tập 3, các đoạn thơ ở bài tập 3 sách tiếng Việt 5 tập 1 trang 66. Câu A, từ lưng được dùng với nghĩa. Như vậy ở trong các đoạn thơ A thì từ lưng được dùng với nghĩa là nghĩa chuyển. Trong câu A được dùng với nghĩa chuyển. Nghĩa của nó là khoảng ở giữa. Là khoảng ở giữa. Khoảng ở giữa. Không ở trên cao cũng không ở dưới thấp. Không ở trên cao cũng không ở dưới thấp. Tiếp theo B, từ lưng ở vị trí 1 được dùng với nghĩa chuyển. Nghĩa của từ đó là vị trí ở giữa ngọn núi. Vị trí ở giữa ngọn núi. So sánh ở giữa đỉnh và chân núi. Tiếp theo, từ lưng ở vị trí 2. Từ lưng ở vị trí 2 được dùng với nghĩa gốc. Là bộ phận của con người, nghĩa đó là bộ phận của con người. Rồi từ lưng ở vị trí 3 được dùng với nghĩa gốc. Nghĩa đó là bộ phận con người nằm ở thân người ở phía sau. Ở vị trí 2, từ lưng ở vị trí 2 và vị trí 3 là bộ phận của con người. Là bộ phận của con người nằm ở thân người phía sau, tính từ gáy sau cổ tới mông. Câu 4, chọn một trong hai từ ở bài tập 4 sách học sinh tiếng Việt Nam tập 1 trang 66 và đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ đó. Ví dụ như em chọn từ lạnh giá. Đặt câu với từ đó được dùng với nghĩa 1. Nghĩa 1, nghĩa gốc, ví dụ câu: thời tiết mùa đông lạnh giá vô cùng.
Thời tiết mùa đông lạnh giá vô cùng. Rồi đặt câu với từ. Đặt câu từ lạnh giá được dùng với nghĩa hai. Ví dụ trái tim của anh ấy lạnh như băng. Trái tim anh ấy lạnh như băng. Khi gặp người thân, của mình. Tiếp theo viết lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh, chọn một trong hai đề dưới đây. Đề 1 tả một cảnh ao hồ sông suối ở quê hương em hoặc là nơi gia đình em sinh sống. Đề 2 là tả một cảnh biển đảo em đã được thấy tận mắt hoặc là xem trên phim ảnh. Như vậy chúng ta sẽ lập dàn ý cho bài văn tả cảnh. Các em chọn một trong hai đề. Một là các em dựa vào kết quả quan sát những cái nội dung đã ghi chép trong hoạt động viết ở bài 12 lập dàn ý theo đề bài đã chọn. Như vậy chúng ta sẽ lập dàn ý gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Gợi ý đề 1. Mở bài, giới thiệu khái quát về địa danh nơi em sinh sống, ví dụ như là Hồ Ba Bể. Thì Hồ Ba Bể nằm ở trong vườn quốc gia Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Cạn, là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Hồ đã để lại cho em nhiều ấn tượng kể từ lần đầu tiên đến thăm. B. Thân bài, tả hồ theo trình tự không gian. Khung cảnh từ xa nhìn vào, mặt nước hồ trong xanh phẳng lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời. Dãy núi đá vôi cao chót vót và rừng cây rậm rạp bao quanh hồ. Khung cảnh hùng vĩ và bí ẩn. Những hàng cây cổ thụ mọc dọc bờ hồ, bóng cây rợp mát. Tảng đá lớn, nhỏ nằm rải rác như tác phẩm điêu khắc tự nhiên. Mảng xanh mướt mắt và không gian yên bình. Đến gần mặt nước hồ, mặt nước trong xanh phẳng lặng có làn sóng nhẹ lăn tăn khi có gió. Nước hồ trong vắt nhìn thấy rõ rong rêu và các loài cá nhỏ bơi lội dưới đáy. Những chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước tạo nên những đường rẽ nước mềm mại. Các đảo nhỏ giữa hồ, đảo An Mạ cổ kính, đảo Bà Quá huyền bí với những truyền thuyết dân gian. Hoạt động của con người, người dân đến bắt cá và trồng trọt bên hồ giản dị gần gũi với thiên nhiên, có nhiều du khách ghé thăm. Kết bài, nêu suy nghĩ cảm nhận về hồ, yêu mến vẻ đẹp của hồ, muốn nơi đây được bảo vệ và gìn giữ cẩn thận, mong có nhiều người biết đến hồ Ba Bể hơn nữa. Tiếp theo đề 2, mở bài. Giới thiệu khái quát về biển hoặc đảo, đảo Lý Sơn. Mùa hè năm ngoái em cùng gia đình có một chuyến du lịch đến đảo Lý Sơn. Chuyến đi này không chỉ là dịp đi thư giãn mà còn là cơ hội để em hiểu thêm về vẻ đẹp thiên nhiên và con người nơi đây. B. Thân bài, miêu tả phong cảnh đảo Lý Sơn, trình tự thời gian. Buổi sáng, mặt trời lên, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa tạo khung cảnh rực rỡ và trong lành. Người dân bắt đầu ngày mới với hoạt động đánh bắt hải sản và chợ cá nhộn nhịp. Bãi biển tĩnh lặng, sóng vỗ nhẹ vào bờ, nước biển trong xanh, bầu trời trong vắt. Buổi trưa, thăm chùa hang với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, miêu tả cảnh vật xung quanh chùa, hang động và những cây cỏ hoang dã. Thăm cổng tò vò, ngắm nhìn hình dáng độc đáo của cổng đá tự nhiên. Cảnh quan xung quanh cổng tò vò, những vách đá và bờ biển xanh ngắt. Buổi chiều, đến bãi biển Lý Sơn, miêu tả bãi cát trắng mịn và nước biển trong xanh. Các hoạt động vui chơi trên bãi biển như tắm biển, lặn ngắm san hô, cảm giác thư giãn khi nằm trên bãi cát, nghe tiếng sóng vỗ.
Buổi tối thưởng thức các món hải sản tươi ngon của đảo, cảm nhận về không gian yên bình và tĩnh lặng của đảo Lý Sơn vào buổi tối. Bà kết bài nêu tình cảm, cảm xúc. Chuyến đi này để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp và mong muốn sẽ quay lại thăm đảo Lý Sơn trong tương lai. Tiếp theo hai nhỏ, viết lại một nội dung trong dạng ý của em theo góp ý của thầy cô hoặc là của các bạn. Cuối cùng vận dụng các em tìm đọc sách báo viết về núi, hang động, đại dương, các hành tinh trong hệ mặt trời hoặc là hiện tượng trong thế giới tự nhiên như núi lửa phun trào, lốc xoáy, mưa đá, ghi lại thông tin thú vị em đọc được.